Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Hải TV. Trước hết mình xin tự giới thiệu tên đầy đủ của mình là Trịnh Minh Hải. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mình thấy Hà Nội thật là tuyệt vời và cuộc sống ở nơi đây cũng có rất nhiều điều thú vị. Mình muốn chia sẻ những cái điều thú vị đó cho tất cả mọi người. Chính vì thế mình đã làm ra kênh này. Các bạn sẽ thấy ở trong kênh này của mình những video mình quay về những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội, cuộc sống của người Hà Nội, và đặc biệt là món ăn của Hà Nội thì cực kỳ ngon. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên là ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký để theo dõi các video của mình mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.